À. À từ từ đừng 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 em ơi, tắt điện bớt đã. À chói mắt quá. À đỡ hơn rồi. Nhưng trông mặt anh có đẹp trai không? Thế lại bật đèn lên đi, thôi hy sinh mình cái đẹp. À thưa các bạn, chả là từ cái hôm mà u thua bây giờ lâu lắm mình mới ra khỏi hang. Đấy là người ta cứ trôn thế chứ thực ra văn phòng mình ba thằng đã nghỉ việc rồi. Tại vì sao? Mất ngủ. Mắt thì thâm quầng lên lên văn phòng, chỉ có biết gục mặt xuống bàn mà thôi. Nói cho mọi người biết, văn phòng mình là những cái người fan chân chính của bóng đá và mình cũng vậy. Mình đã xem liên tiếp hai trận của Man City cũng như là Bayern Munich. Thế xem mà cái gì? Tất nhiên là nói đến bóng đá không thể bỏ qua cái tên đó chính là Ca Cộng. Ngày xưa thì ở quê bố mình lắp Ca Cộng xem TV, mình ké bằng cái app My Ca Cộng xem trên điện thoại cũng được. Thế nhưng mà trong những quãng thời gian gần đây thì do là kiểu dịch Covid ấy, trước đó thì mình toàn ra quán cà phê xem mọi người, nhưng bây giờ không thể làm được đó nữa nên mình có tải về điện thoại và hiện tại đây là ứng dụng Ca Cộng mà thôi, không còn là My Ca Cộng nữa, mà đấy là từ 2016 rồi. Và mình phát hiện ra là ui, bố mình quả là một người bố tốt, bởi vì ngoài đá bóng ra mình có thể dùng tài khoản đấy xem thêm vô số những cái nội dung khác thú vị. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là app Ca Cộng thì có gì hay. À, điểm đầu tiên là cái app này free nhá anh em. Các bạn lên Play Store và App Store là tải về là được. Tuy nhiên nó yêu cầu chúng ta thứ nhất là Android phải từ 5.0, iOS là từ iOS 11 thì mới có thể tải được. Các cái bước đăng ký thì chỉ có 3 bước thôi. Thứ nhất là các bạn nhập số điện thoại, nhập OTP, rồi nếu mà các bạn có thể tạo mật khẩu, và nếu ai mà đang dùng đầu thu ấy thì có thể nhập thêm vào chúng ta cũng được. Việc đăng ký tài khoản này quá là dễ rồi, không có gì phân vân, chỉ khoảng 30 giây là các bạn ngay có một tài khoản free để xem. À, lưu ý cho mình nhá, không phải trước đây mọi người cứ bảo là tải app Ca Cộng là phải nạp tiền mới xem được, không đúng đâu. Trên cái app Ca Cộng này các bạn có thể xem được 3.000 nội dung miễn phí mà không cần phải đóng tiền đâu nhá, nên ai tò mò cứ tải về xem. Rồi, thêm một lưu ý khi đăng nhập, đó là các bạn nào có tài khoản từ trước ấy thì chỉ cần đăng nhập bằng email thôi, chứ các bạn không cần nhất thiết phải đăng ký bằng số điện thoại. Ở đây thì mình sẽ hiển thị các bạn là 5 gói cước rất là linh hoạt, từ khám phá, gắn kết, VOD, thể thao, vân vân và vân vân. Cái banner này nó ghi là giá thấp nhất chúng ta là từ 15.000 đồng một tháng. Rồi, và mọi người có thể chuyển từ các cái gói khác nhau cũng được, hay là các bạn chưa biết nhu cầu thế nào thì có thể chuyển từ gói tuần cái đã, sau đó sang gói tháng. Rồi, đây là cái gói mà mình review là gói trọn vẹn, là cái gói gọi là best tè lè nhè, là cao cấp nhất của cái Ca Cộng rồi. Và ở đây thì tính là khoảng 49.000 đồng một tuần. Và với khả năng tính toán cực kỳ giỏi của mình, đó là chỉ cần sau 6 lần thi lại cái môn kinh tế vĩ mô thì chỉ khoảng mất 7.000 một ngày. Anh em xem thoải mái tất cả chương trình truyền hình, cho mẹ mình ở nhà xem, bố mình ở nhà xem và mình cũng có thể xem được. Thứ nhất là tại sao mình lại dùng cái app Ca Cộng này. Mình đã nói rồi, bố mình thì hay ở nhà xem TV, nhưng mà với mình ấy thì mình là toàn đi lên văn phòng, rồi nhiều lúc là đi công tác, thì với app mình có thể cập nhật được tin tức giải trí, xem phim đá bóng là mọi lúc mọi nơi, và đặc biệt là các cái nội dung độc quyền từ trên cái app này. Thứ hai là về kênh truyền hình, tức nghĩa là ở cái gói trọn vẹn này thì có khoảng là 110 kênh trong và ngoài nước, bao gồm là 4 kênh Ca Cộng độc quyền và cùng với là 4.000 giờ xem video theo yêu cầu, nó viết tắt là video on demand đấy các bạn. Rồi, anh em nào mà chỉ xem đá bóng ấy, thì mọi người có một cái gói riêng, đó là gói thể thao là 39.000 đồng một tuần và 119.000 đồng một tháng. Tức nghĩa là mình nói thật với các bạn, chỉ cần là các bạn ăn 3 bát phở thôi là đủ có thể đăng ký được rồi. Rồi, bạn nào là thuê bao của Ca Cộng hiện tại kiểu là lắp chảo ấy, hoặc là gói Ca Cộng TV Box thì sử dụng cái này là hoàn toàn miễn phí nhá. Đấy, kiểu mình mượn của bố mình chẳng hạn. Cái đầu tiên tích cực ở thấy cái app này là giao diện thay đổi hẳn rồi. Ngày xưa app My Ca Cộng trông kiểu không hiện đại, thì app này nhá, thiết kế bắt mắt hơn này, và cân bằng giữa nội dung là live TV ở trang chủ và cũng như có cả là video on demand, nó thân thiện lắm. Mọi người sẽ nhìn ở cái phần mà truyền hình ấy, nó sẽ ra tổng hợp tất cả các cái kênh, rồi có cả banner xem các chương trình hot này, menu tìm kiếm được sắp xếp dễ dàng hợp lý. Cái phần video on demand cũng vậy, có phân loại là phim lẻ, phim bộ, rồi nói chung là nhiều thể loại, dễ tìm kiếm. Ở cái phần thông tin thuê bao thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ghi luôn là cái gói cước thuê bao các bạn đang dùng là gì, kiểm tra thời hạn thuê bao và để các bạn có thể gia hạn một cách kịp thời. Và nếu không thì các bạn bấm vào phần hỗ trợ này này. Với cái phần hỗ trợ này các bạn có thể gọi trực tiếp đến tổng đài để liên hệ. Bây giờ thì quay lại một số tính năng thú vị của cái app này nhá. Đầu tiên là mọi người ví dụ như là bấm vào một cái kênh truyền hình nào đó thì nhiều lúc chúng ta bận quá không thể xem được đúng không? Thì các bạn thể xem lại những chương trình đã bỏ qua này. Đó, những người bận rộn thì các bạn thể xem bất cứ khi nào chúng ta mong muốn. Rồi các bạn có thể các chương trình yêu thích ấy thì có thể xem trước lịch trong vòng 7 ngày để biết nó sắp chiếu cái gì, và có cả cái phần thông báo notification giống kiểu YouTube ấy, là nó nhắc lịch cho các chương trình mà các bạn hay xem, để các bạn tránh bị bỏ lỡ các chương trình này. Một cái nữa là tính năng gợi ý chương trình, thì cái này hay này, bởi vì nhờ đó các bạn thể thấy rằng là app Ca Cộng này rất là mạnh trong việc sử dụng AI, là nó sẽ gợi ý cho chúng ta những nội dung dựa theo cái sở thích mà các bạn đang xem ở trên cái app này, bởi vì nó cực kỳ khổng lồ về số lượng kênh cũng như video mà mọi người. App này thì chúng ta được thiết kế layer mới,
có những cái highlight chương trình đặc biệt lịch phát sóng để các bạn có thể biết và cũng như là xem được. Rồi bên cạnh đấy thì tất nhiên là ngoài điện thoại nhá, anh em phải dùng trên cả tablet thì cũng được luôn. Và không chỉ có những cái bộ phim hay những chương trình thể thao, các chương trình giải trí mà trên đầu thu các cộng đâu, mà cái app các cộng này còn đem đến một số chương trình độc quyền. Ví dụ ở văn phòng là các chị em xem cái phim gì? Detective Mẫu Mực, dịch ra tiếng Việt thì nghĩa là Thanh Tra Mẫu Mực các bạn, là một bộ phim khá là hot ở bên Hàn sáng. Thì cái app này sẽ chiếu độc quyền và nó chiếu song song với bên Hàn luôn. Hàn ra cái gì thì cái này sẽ có luôn. Thế nên mà anh em nào xem cùng với người yêu thì có thể xem được. Còn mình là hay xem phim rạp của Việt Nam thì ở trên này có rất nhiều những cái bộ phim rạp độc quyền đó, thì anh em có thể thoải mái xem những cái nội dung đấy song song với nhau. Ngoài ra trên app này cái điều mà mình hứng thú nhất ấy, đó chính là cái app Kakao cũng cung cấp nhiều nội dung thể thao khác. Ngoài ngoại hạng Anh này, Champions League này, Europa League này, còn các cái giải như là ATP, PGA. PGA? Không phải cái đấy. IndyCar Series. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy rằng là những cái nội dung của họ bên ngoài lề thì rất là đa dạng. Các sự kiện khởi động cho các mùa giải mới, rồi các chương trình thể thao ngắn, rồi đồng hành cùng thể thao. Ngày xưa thực sự là mình fan Kakao cộng là bởi vì mình rất thích Thu Hoài các bạn ạ. Nó là chuyện ngày xưa rồi. Và tất nhiên đặc biệt trong cái tháng 8 này đó là mình đang chờ đợi, đó là những cái trận thi đấu để tìm tân vương của Champions League. Và mình khá chắc kèo đó là sẽ là Bayern Munich. Nên mà những anh em nào mà cũng fan đá bóng hãy comment cho mình biết là các bạn sẽ nghiêng về Bayern Munich hay Paris Saint-Germain. Europa League thì tất nhiên là MU, làm gì có cửa ở bị loại được con đâu. Rồi, nó có một vài điểm hạn chế của cái app này đã. Mình đã làm theo đúng các cái bước là nhập OTP rồi số điện thoại, quy trình đăng ký thì nó khá dễ, không phức tạp rồi nhá. Nhưng cái điểm yếu đó chính là cái đăng ký gói cước. Ở trên app này sẽ không có chỗ đăng ký gói cước luôn, mà bên cạnh đó là các bạn phải lên website này, hoặc là các bạn phải gọi điện với hotline để các bạn tìm hiểu để đăng ký gói cước trực tiếp. Và theo như các cộng họ nói rằng trong khoảng 2 tuần nữa thì các bạn sẽ có thể đăng ký trực tiếp ở trên cái app này luôn cũng được nhá, chứ không cần phải mất nhiều bước như mình. Và bây giờ nhá, thì về thanh toán ấy, thì có hai cách. Thứ nhất là mọi người có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ trên website, hoặc là ứng dụng bên thứ ba như Momo, Zalo Pay, tài khoản điện thoại, hay trực tiếp đến cửa hàng Kakao. Và việc thanh toán trực tiếp trên app Kakao sẽ được áp dụng trong khoảng là 2 tuần nữa cho mọi người. Rồi tóm lại so với app My Kakao trước đây thì thực sự là bố mình là người xem, mình chỉ xem ké đá bóng thôi. Nhưng bây giờ mình đánh giá cao cái app này hơn bởi vì từ cái giao diện này, từ thiết kế này, mọi thứ layout trông rất đẹp, hiện đại, dễ xem. Và những bạn nào đang dùng rồi thì hãy comment cho mình biết, và chúng ta hãy cùng nhau đoán xem ai là tân vương của Champions League. Comment mạnh mẽ xuống bên dưới nào. Hẹn lại các bạn trong các video lần sau. Trăm năm kiều vẫn là kiều, MU vô đối. Là điều ngày xưa, bây giờ hết rồi. MU phải mua Messi đi, Messi định rời Barca đấy.